Đồ em sau khi dọn dẹp thì anh Billy, anh Phát Lê và anh Hoàng Lò Xo đang đi dọn dẹp. Quay luôn cái thằng đứng coi này kìa, nó chạy kìa. Rất nhiều mảnh vụn vương vãi và đồ trên xe nhớt chảy ra đường, anh em xử lý. Đây là anh thợ điên nổi tiếng đeo lò xo về chặt chém. Có xe nào xuống không anh ơi? Chưa. Đây là vụ tai nạn tương đối nghiêm trọng, đã làm mất đi vẻ đẹp của hộ lan can đẹp nhất Việt Nam. Cho thấy sự công dụng tuyệt vời của hộ lan can làm bằng lốp xe này. Chúc anh em sức khỏe nhá. Mình đi về đây.